Christian Yuyang và giấc mơ nâng tầm đội tuyển Việt Nam. Khi nghĩ tới Harvard, người ta nghĩ tới những cử nhân, giáo sư với chỉ số IQ 3 con số. Bóng rổ Harvard, có lẽ ngoài Jeremy Lin thì rất khó để nhắc tới một cầu thủ NBA nào khác xuất thân từ ngôi trường này. Đó chẳng phải lỗi của họ, vì tổng cộng chỉ có 4 cái tên từng bước qua cánh cổng Harvard được góp mặt tại NBA. Và 3 trong số đó sinh ra trong những năm 20 của thế kỷ trước. Nếu trường ấy chưa đủ để nói lên sự nhỏ bé của Đại học Harvard trên bản đồ bóng rổ sinh viên Mỹ, thì chúng ta cần biết rằng đội bóng rổ Crimson của họ từng trải qua 66 năm liên tục không lọt vào vòng loại trực tiếp, dài nhất trong lịch sử NCAA. Crimson được thi đấu 8 trận ở March Madness trong lịch sử, thua tới 6 lần. Nói vậy để thấy, Christian Yuyang không phải là một gương mặt được giới bóng rổ Mỹ quan tâm. Thậm chí tại Harvard, anh còn chẳng là người nhỏ nhất. Trong 4 năm thi đấu trong màu áo Crimson, Yuyang có trung bình mỗi trận 24,8 phút thi đấu, 6,6 điểm và 2,3 kiến tạo. Không phải là những con số có thể quyến rũ các huấn luyện viên. Nhưng tại Việt Nam là một câu chuyện khác hoàn toàn. Saigon Heat sẵn sàng bỏ ra một quyền bảo vệ cầu thủ cùng tài năng trẻ Huỳnh Vĩnh Quang, đồng thời để cho công thần là Trần Đăng Khoa ra đi nhằm lấy chỗ đón Christian Yuyang về. Theo ông Darin Gong, người phụ trách thông tin sinh viên Harvard, Yuyang chính là vận động viên thể thao đầu tiên trong lịch sử trường trở thành pick 1 tại bất kỳ draft nào. Chiều cao 1m88 khiến Christian Yuyang chẳng có gì nổi bật ở môi trường bóng rổ Mỹ, nhưng lại biến anh trở thành một hậu vệ khổng lồ ở Việt Nam. Ở VBA, không ít cầu thủ ở vị trí số 4 mong muốn có được thể hình như vậy. Bên cạnh lợi thế về thể chất, bộ kỹ năng của anh chắc chắn cũng vượt xa nhiều cầu thủ khác. Trước Yuyang, VBA chỉ có Việt Anon từng chơi bóng tại NCAA Division 1. Trong 2 mùa giải khoác áo đội tuyển trường Northern Colorado, Anon chỉ được chơi trung bình 5-6 phút mỗi trận. Ấy vậy mà khi trở về Việt Nam và khoác áo Saigon Heat, anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà người hâm mộ từng chứng kiến. Khác với Việt Anon, Christian Yuyang có nhiều cơ hội ra sân hơn hẳn. Thậm chí, anh còn góp mặt trong đội hình xuất phát ở phần lớn sự nghiệp sinh viên, góp công giúp đội nhà 2 lần vô địch vào các năm 2018-2019. Có thể nói, chàng cử nhân xã hội học Harvard đang có cơ sở vững chắc để trở thành một ngôi sao hàng đầu VBA. Johnny Yuyang bình luận về người anh trai: anh ấy có thể ném rổ và kéo giãn đội hình đối phương, nhưng điểm mạnh nhất chắc chắn là khả năng kiến tạo. Đó là một hậu vệ dẫn bóng điển hình. Tôi luôn theo dõi Christian thi đấu và anh ấy có một mùa giải 2018-2019 tuyệt vời. Christian Yuyang chia sẻ, trong ngày diễn ra sự kiện draft, cả gia đình đã quây quần và theo dõi. Bố mẹ, em trai Johnny đều rất hào hứng. Sau đó, mọi người ôm chầm lấy tôi. Được trở về Việt Nam và chơi bóng ở mảnh đất quê ngoại có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân tôi nói riêng và cả gia đình nói chung. Bà Hạnh Peyton Yuyang sinh ra tại Việt Nam trước khi sang Mỹ định cư và sinh ra cặp anh em Christian Johnny Yuyang. Trong khi người em Johnny đang theo đuổi giấc mơ NBA, người anh Christian lại quyết định trở về Việt Nam nhờ một mối quan hệ thân tình. 2 năm trước, lần đầu tiên tôi trở về Việt Nam, tôi thực tập ở thành phố Hồ Chí Minh và người hướng dẫn tôi chính là ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Bên cạnh mối quan hệ gia đình, tình bạn của tôi với ông Bảo Hoàng là lý do lớn khiến tôi quay trở lại Việt Nam. Tôi cảm thấy ở đây có những sự hỗ trợ đủ lớn để kéo cuộc đời mình đi nửa vòng trái đất. Những ngày hè tại Việt Nam 2018 giúp Christian Yuyang có được những khái niệm đầu tiên về bóng rổ Việt Nam nói chung và VBA nói riêng. Từ ấy, Christian luôn nung nấu ý định hồi hương và mong ước ấy đã trở thành sự thật sau khi anh tốt nghiệp Đại học Harvard. Năm đó, tôi có cơ hội tập luyện và làm quen với các cầu thủ Saigon Heat. Tôi cảm thấy VBA là một giải đấu tương đối thú vị. Người hâm mộ ở đây thực sự tuyệt vời và đem lại bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tôi rất mừng khi được trở về Việt Nam và thi đấu tại nơi quê nhà. Trở về Việt Nam từ một trong những môi trường bóng rổ khắc nghiệt nhất thế giới, Christian Yuyang sở hữu những giá trị, kinh nghiệm quý báu mà không mấy người có được. Christian muốn sử dụng chúng để đưa bóng rổ nước nhà đi lên trước khi nghĩ tới chuyện khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi không nghĩ mình sẽ thể hiện để cho thấy bản thân giỏi hơn ai đó. Tôi chỉ muốn nâng cao trình độ bóng rổ Việt Nam. Tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể giúp các cầu thủ khác trở nên giỏi hơn, nâng cao những tiêu chuẩn, cũng như truyền cảm hứng cho trẻ em Việt Nam tin tưởng vào bản thân và theo đuổi đam mê.
tôi nghĩ mình có thể tạo ra tinh thần cạnh tranh đối với những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này. Và nhờ đó mà chúng tôi hoàn toàn có thể đại diện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu song phẳng với các đối thủ khác tại các giải đấu ở cấp độ quốc gia. Liệu Quinston Dujang có thể làm được điều đó? Chắc không ai nắm rõ đáp án hơn cậu em trai Johnny. Anh ấy có thể tạo ra tầm ảnh hưởng rất lớn đối với bất cứ ai. Quinston sẽ là một người bạn thân nhất, người anh em khiến mọi chuyện trở nên thú vị, khiến bạn muốn dậy thật sớm vào buổi sáng, sẵn sàng đi tập tới 3 đến 4 lần một ngày. Thật tuyệt khi có một người bạn như thế.